Rồi, chào các em, hôm nay chúng ta sẽ quay lại và tiếp tục với phần câu khẩu hiệu có sự thi trong tiếng Anh. Có sự thi là một cái nhân từ ngữ pháp mà chúng ta xuất hiện trong bài số 7 của chương trình sách tiếng Anh 12 mới. Và cách sử dụng của nó như sau. Ví dụ, ta có một cái hoàn cảnh như sau. Giả sử Mary có một chiếc xe đạp và nó bị hỏng và Mary nhờ cha mình sửa xe cho mình. Như vậy thì chúng ta có thể viết một cách như sau. She, và hành động này trong quá khứ chúng ta chia làm quá khứ khác. Her father repaired the bike. Thì cái cách nói như thế này người ta gọi là cái cổ khiến có sự dịch trong cái này. Và nếu vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta diễn tả rằng Mary nhờ cha mình sửa xe cho mình. Hoặc đôi khi người ta có thể sử dụng trong cái trường hợp khác như là thuê ai đó làm gì cho mình, vân vân. Và trong cái thể cầu khiến này chúng ta sẽ có hai cái hình thức, đó là hình thức chủ động và hình thức bị động. Chúng ta sẽ đi từng phần một. Phần thứ nhất là phần chủ động. Active causative. Ví dụ như câu ở bên trên thì đấy là một cái hình thức câu cổ khiến chủ động. Thì chúng ta sẽ sử dụng các cái cấu trúc như sau. Cấu trúc thứ nhất chúng ta dùng cái nói là have a somebody do something, tức là do ở đây là hình thức nguyên thể của nó. Ngoài trừ dùng have thì chúng ta còn có thể sử dụng một động từ khác, đó là động từ get. Get somebody, sorry, get somebody to do something. Thì với get thì chúng ta lại phải dùng với to do something. Ví dụ như cũng ở cái câu bên trên, thầy chuyển xuống dùng get thì chúng ta sẽ có một câu như sau. Ví dụ như she got. Lưu ý chúng ta phải chiên thì cho hợp lý. Ví dụ trong trường hợp này là nhập quá khứ. Her father. Thì trong trường hợp này chúng ta phải dùng là to repair her bike. Như vậy, vừa rồi thầy hướng dẫn chúng ta về hình thức chủ động của thức giả định, của cái thể cầu khiến. Bây giờ chúng ta sẽ sang hình thức thứ hai, đó là passive causative, tức là hình thức bị động của nó. Thì ở hình thức bị động thì chúng ta về cấu trúc tương đối đơn giản hơn, đó là chúng ta vẫn sử dụng với have hoặc là get, nhưng ta để something ở giữa, have get something done. Ví dụ cũng cái câu ở bên trên, bây giờ thầy chuyển nó sang bị động thì chúng ta sẽ có như sau. She had her bike repair. Thông thường thì trong cái cấu trúc này người ta không cần sử dụng cái người làm được đó nữa. Tuy nhiên nếu như chúng ta cần dùng thì chúng ta sẽ sử dụng cái nói by ở sau. Ví dụ by her father. Đấy là vấn đề thứ hai. Các em lưu ý, đó là ngoài trừ sử dụng các cái thì như vừa rồi thầy sử dụng ở trên bảng thì người ta có thể sử dụng các cái thì khác trong tiếng Anh. Ví dụ như chúng ta có thể sử dụng với thì tương lai thì chúng ta có thể dùng will cộng động từ. Và thì tiếp diễn chẳng hạn thì chúng ta có thể dùng động từ be cộng với verb in động từ. Ví dụ như là tôi sắp sửa sơn lại nhà của mình
Thế thì lúc đấy mình sẽ sử dụng, mình nói với lại gửi tôi chẳng hạn, thì chúng ta có thể sử dụng như sau. Ví dụ như là I am going to. Sau đó ta tùy theo ý định của mình sử dụng động từ have hay là get, hoặc chúng ta sử dụng hình thức chủ động và bị động như thế nào. Ví dụ vậy thì chúng ta sẽ viết tiếp về đằng sau như là I am going to have my house painted. Đây là hình thức bị động chẳng hạn. Hoặc là chúng ta có thể dùng là I am going to have the worker paint my house. Thì đấy là cái cách sử dụng của concentrate, tức là hình thức cầu kiến trong tiếng Anh. Cảm ơn các em đã theo dõi.